Xin chào anh em nha. Thì thật sự rất là xin lỗi anh em nha. Các em biết tại sao không? Mình đọc cái tờ tiền làm e-game anh em. Mình đi mua đồ mình tiêu mất rồi nha. Mình bỏ tiền trong bị á. Xong tự nhiên lãng trí quá, đem bỏ bị vậy cái đi mua mua sữa cho thằng cu á, mua duy trì đi mua đồ tự nhiên vậy cái tiêu cha mất cái tờ tiền. Trời sực nhớ lại mình nhớ lại mình lục ra mình tìm tìm không ra, mình mới nhớ lại mình chạy xuống vô trì mình lái lại thì bà chủ bà tìm không ra các bạn. Trời rất xin lỗi anh em nha. Thôi mình làm lại cái mini game khác nha anh em, do giờ bị mất cái tờ tiền mà sao công bố kết quả. Các anh em chờ khoảng vài tiếng nữa thì mình sẽ làm lại cái event đấy cho anh em nha. Bây giờ mình vừa ra mình quay lại mình làm lại cái video nha anh em, rồi mong anh em thông cảm cho mình nha.